Đây là đang là Nam Giang anh nhỉ? Đây Nam Giang đó, gọi là xã tỷ phú đây, à, làng tỷ phú đây. Theo anh thì tại sao mà họ đang là tỷ phú thế mà họ lại bị nợ nần chồng chất là sao? Lòng tham, cái đất này nó cho người ta lợi nhuận nhiều quá, à. Nó trù phú quá, nói chung là nó cái đất không có độc hại mà cái đất nó đem lại màu mỡ quá, rồi người ta tham, người ta không có thắng, à. Người ta không biết dừng, à. Người ta cứ nghĩ như thế là giàu 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 miết tới, làm trồng trọt cây tiêu lên được 5 tấn xong rồi muốn 10 tấn, 10 tấn, 20 tấn. 20 tấn rồi gặp sự cố giá cả chết thôi, có gì đâu, đơn giản. Cách đây chừng vài năm tôi đã tìm thấy một cuốn sách dạy cách tiêu tiền tại một hiệu sách lớn ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, và khi đó tôi đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên tại sao người ta lại dạy cách tiêu tiền trong khi đó hàng ngày chúng ta vẫn tìm đủ mọi cái mưu kế, mọi phương thức để kiếm tiền, và khi đã có tiền thì chúng ta muốn mua gì thì mua, muốn tiêu gì thì tiêu, vậy thì tại sao phải học? Và đó là câu trả lời của tôi trong chương trình ngày hôm nay. Câu lạc TV xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị tại một xã ở vùng Tây Nguyên, đó chính là xã Nâm Nật Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, mà chỉ cách nay chừng 5-6 năm thôi, đây còn là một làng tỷ phú và có đến 60-70% các hộ gia đình đều xây được nhà lầu và mua được ô tô. Nhưng bây giờ thì nhà nào cũng treo biển bán nhà. Vậy lý do tại sao, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay của Câu lạc TV. Xin kính mời quý vị và các bạn. Làng tỷ phú là từ cách đây khoảng 5-6 năm rồi anh nhỉ? Đúng rồi. Từ đâu mà họ có nhiều tiền như thế? Từ cái chỗ là tiêu cao. Tức là giá cây tiêu nó cao, giá hạt tiêu nó cao. Tiêu cao. Vâng. Tiêu là gọi là tiêu 200-230 thì vàng đen, gọi là vàng đen. Vàng đen. Thôi gọi là vàng đen. Thế là nhà ai cũng có tiền. Nhà ai cũng có tiền. Vâng. Mà lúc đó là tung ra hết, nói chung là thiếu cũng đi vay được, dễ vay. Vâng. Dễ vay ngân hàng, chính vì tiêu nó đắt giá như thế. Cho nên là ngân hàng người ta sẵn sàng cho vay. Sẵn sàng tung ra bao nhiêu cũng tung hết. À. Nhà tỷ 2 tỷ 3 tỷ là túng thoải mái, à. Nên lúc bây giờ tiêu rớt giá, vâng, dân mới điều đứng như vậy, vâng, gọi là cho tỷ phú nhưng mà cho tỷ nợ, à, vâng vâng, không kệ chị xem hỏi thêm tí nữa. Thế ngoài lý do mà người ta đang từ giàu có, từ tỷ phú thế đến bây giờ là phải bán nhà, bán ô tô, bán đất đai, thì ngoài cái lý do vì tiêu nó còn lý do gì không anh? Không lý do gì đâu. Em nghe thấy nói là ở cái địa bàn mình này, người dân chơi sòng bạc. Không. Không bằng ít, phải ít, sâu ít thôi. Tức là có nhưng mà không phải là số đông đúng không? Không đáng kể. À. Chủ yếu là do cái tiêu phải trợ giá. Thế giá tiêu tại sao nó từ 200 bây giờ nó xuống còn có 70-80 anh? Thì vậy không biết sao mà lý do nên như được. Không biết được nhưng mà họ nhập kiểu gì mà bây giờ từ 230 mà xuống, bây giờ năm ngoại xuống 330, bây giờ lên 70 rồi. À. Bây giờ lên 70-80. À. Thế tiêu trước là mình, cái nguồn tiêu của mình tiêu thụ đi đâu anh? Trong nước hay ngoài nước? Ngoài nước. À, chủ yếu ngoài nước ở Trung Quốc à? Trung Quốc, chắc là Trung Quốc à? Nhập khẩu đi hết. Có phải ảnh hưởng Covid không hay là? Không, không phải ảnh hưởng Covid đó. À, tức là nó đã chậm từ trước cái rồi đúng không anh? Rồi. Thế làng tỷ phú này tồn tại được khoảng bao nhiêu lâu, giàu có được khoảng bao nhiêu lâu? Chắc được 4-5 năm. 4-5 năm hả? Đến bây giờ là nhà cửa xe cộ cũng bán đi nhiều rồi. Còn là bán hết rồi. Bán hết rồi. Rồi. Xe còn là xe ngân hàng thôi, vé ngân hàng về mua thôi. Vâng. Tức là mà họ mua là xe để vận chuyển hay là xe để đi chơi? Đi chơi. À, ăn chơi nhờ. Còn là tiêu 230 thì vâng đén thì nó phải có cái giá đó. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Năm 2014 làm nhà hết bao tiền? Nói chung trước kia là chú làm cả tuần đấy là 750 triệu. 750 triệu. Trên mái là tôn rồi chú? Vâng, vâng. Cái dưỡng trần này hết bao tiền chú? Nói chung cái tuần này nó tính là một mét vuông á, nó trên 14 triệu. Thế gỗ này là gỗ gì? Nói chung là gỗ xào, gỗ bạc lăng, nói chung là... Nó có phải gỗ quý không? Gỗ quý. Sao con hỏi cụ thể thế? Cháu không phải về đây. Cháu về đây cháu thấy nhà nào có cái trần này này. Đây cháu tò mò, nhà nào có trần? Đúng. Đẹp như này? Đúng. Nhưng mà ý con nó nói, nhưng mà tại sao chú quá ngu nữa? Sao lại ngu? Không, tại vì chú bán nhà là quá ngu. À không, cái hoàn cảnh... Cái bài là thế này này. Nói ngu hay không, nói chung cái phần này nói chung vì con cái nó phát khổ. Vâng. Chấp nhận là vậy thôi. Thời giá tiêu 2.000. 2.000 một ký. 200.000 một ký. 200.000. 200.000 một ký tiêu. Vâng, vâng, 2.000. Anh mới là xây một cái nhà, anh mua được 2 chiếc xe, ô tô. Chú á? Ừ. Chú mua được 2 ô tô nữa? Vâng. Uầy. Ôi, chưa có biết mà. Hai ô tô là hai ô tô con hả chú? Hai ô tô con. Ô tô con. Hoành tráng nhờ. Đấy là xe của chú đang bỏ bên này là chú phải biết mà. Tại vì chú là hoành tráng này, không phải hoành tráng nữa, chú là chú với mẹ. Vâng. Rồi chưa ăn chơi. Thế cháu hỏi thật là chú đã có bằng lái xe chưa? Có chứ sao không? À.
sợ là cháu sợ là có những nhà có mua ô tô chứ không phải là. Cảm ơn cháu. Dạ. Thật, đối với chú là hai vì anh nhỏ. Vâng. Nhưng mà do đơn chú là không đến nổi để bán nhà bán cửa. Vâng. Nhưng mà cái do này nó không biết. Vâng. Thế cái hai cái xe ô tô đấy mua thì chú mua mới hết à? Chiếc xe ô tô đang bán bây giờ đang ngoài là chú bán. Không, chú muốn hỏi là lúc chú mua ấy là chú mua mới hết à? Mới hết. Ai à? Cái mỗi cái bao tiền? Trước kia là chú mua là 607. 607 là tóc hồng luôn. 607 á? 607 là cái dàn xe Garu. Đó là hoành tráng hay chưa? Hoành tráng. Thưa quý vị và các bạn, nghề nào cũng thế, cũng có lúc thịnh, lúc suy. Và có một câu chuyện gia đình nông dân ở thôn Đắc Quanh Năm, xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông cũng thế. Từ một căn nhà như thế này, họ đã sắm xanh được một căn biệt thự với cái giá gần 2 tỷ đồng. Nhưng khi thời giá thất thế, giá nông sản bị giảm sâu, thì tất cả nhà cửa xe cộ đều phải bán đi để trả nợ ngân hàng. Cái diện tích mặt tiền của mình là bao nhiêu mét chị? Đường trước á là 14 mét rưỡi. 14 mét cơ à? 14 mét rưỡi. À. Mà chạy dài 6 dài á thì là gần 200 mét. Wow. Bề ngang đằng 6 á, bề ngang đằng 6 á thì lên nó nở là hầu ra là 49 mét rưỡi. Thế cơ? 49 mét rưỡi. Đi mình đi ra phía sau đi, đi theo cái phía này ra phía sau đi. Tổng diện tích cái mặt sàn của chị là bao nhiêu? Diện tích cả cái khu vườn này đúng không? Vâng. Là tức là đất trên sổ là bao nhiêu? 4.600 lẻ mấy mét. Rồi 4.600 lẻ một tí. Thế còn riêng cái diện tích nhà ở này là bao nhiêu? Diện tích nhà ở này là 270 mét vuông. À 200 mấy mét vuông à? 240. Vâng, tí nữa vào sổ mình sẽ thấy rõ nhỉ. Chị bảo là đằng sau này nó dài đâu? Chiều dài đến đâu? Chiều dài sáng. Ui ra tiếp đằng sau kìa. Đằng sau cái chỗ cái bơ muông 6 kia. Ôi mà cái trần nhà chị đẹp này trời. Trần nhà đẹp quá. Này ngày xưa làm cái trần này hết bao tiền chị? Mà chúng làm tỉnh đá mét vuông á. Vâng. Rồi làm cả toàn bộ cả gồ cả trần toàn bộ luôn á. Bây giờ chẳng tỉnh được. Chả nhớ được nữa. Dạ. Năm 2016 làm nhà này nhỉ? 13. Thế riêng cái nhà này là làm hết bao tiền chị? Nhà này tất thị 2 tỷ. Gần 2 tỷ. Ăn trời thế, được mùa trúng giá. Và tự nhiên từ những nông dân quanh năm chỉ quen với chất lấm tay bùn, ngày ngày lên nương lên dãy thì một ngày, một phút trở thành tỷ phú. Có tiền, thậm chí là có rất nhiều tiền nhờ một thứ nông sản có tên là hồ tiêu đột ngột lên cao và thế là họ đắm chìm trong vòng xoáy của xa hoa. Đây là con phố chính tại xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và chúng ta dễ dàng nhận thấy những căn nhà Thái, những căn nhà theo lối kiến trúc biệt thự nằm gối nhau san sát mà ở thời kỳ hưng thịnh, tức là thời điểm những năm 2013 đến năm 2017 thì dường như nhà nào cũng có ít nhất một ô tô. Nhưng không phải là họ mua ô tô tải để chuyên chở nông sản cho gia đình hay làm dịch vụ vận tải mà mua ô tô con, dòng xe du lịch như một kiểu để thể hiện với cuộc đời sau những ngày làm việc làm lũ vất vả. Mua cái xe cho bằng bạn bằng bè, mua cái xe cho thiên hạ biết tay, hay như khẳng định vị trí xã hội vậy. Đã có gia đình con mua hẳn 2 chiếc ô tô, một cho bố và một cái cho con. Và qua nhiều câu chuyện, tôi đã tâm sự với gia đình một chủ căn nhà kiểng, căn nhà mà người ta vẫn quen gọi là nhà Thái. Mà cách đây chỉ chừng 6 năm, họ đã chi đến 1 tỷ 400 triệu đồng để hoàn thiện. Hỏi sao làm cái nhà nhiều tiền thế? Thì họ hồn nhiên chia sẻ như kể về một thời hào hùng hoàng kim. Mỗi năm thu được 4 tỷ, hơn 4 tỷ tiền nông sản, mà cụ thể là nguồn thu từ giá tiêu bán ra thì chi ra hơn 1 tỷ làm cái nhà cho mát lòng mát dạ thì có xá gì. Mà kể ra cái ô tô cũng vậy, mua một ô tô thì cũng chỉ mất vài 300 triệu, cái nào đắt thì cũng chỉ ngót tỷ đáng gì. Và họ cũng vẫn hồn nhiên rằng gió đã lên thì diều cứ thế mà bay. Và không bao giờ họ nghĩ rằng một ngày thị trường sẽ có thể chao đảo một thứ niềm tin chiến thắng vĩnh hằng và đã khẳng định một tương lai tươi sáng vĩnh hằng. Năm nay được mùa trúng giá, thế là họ mạnh tay chi tiền mua thêm rừng, thêm dãy. Tiền mặt thiếu, họ sẵn sàng vay mượn thêm ngân hàng. Nhưng năm 2013-2014, hồ tiêu đã được coi như một thứ vàng đen ở cái xứ Tây Nguyên này. Nhưng họ đã không lường trước được rằng sẽ có một thì tương lai không hề như họ mong muốn. Một nguyên tắc không để trứng vào một giỏ dường như không có khái niệm với những người nông dân ở đây. Tất nhiên, với trình độ học vấn có giới hạn và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tư vấn nào từ phía chính quyền về canh tác,
sao cho khoa học. Vì vậy, hầu hết những nông dân ở đây đã chơi một ván bài tấp tay vào hồ tiêu mà không hề nghĩ đến xen canh cuối vụ cùng các loại cây nông sản ngắn và dài hạn khác. Và thế là khi giá tiêu chạm đáy thì cũng là khi lần lượt từng hộ gia đình đã phải vội vã treo biển bán xe bán nhà gấp gáp để có tiền đáo hạn hoặc tất toán với ngân hàng. Trong suốt gần 2 tháng ăn cùng, ngủ cùng những gia đình đã từng được coi là tỷ phú ở đây, Âu Lạc TV đã nhận ra rằng để làm ra đồng tiền đã khó, nhưng biết chi tiêu những đồng tiền mình làm ra lại càng khó hơn. Đó gọi là học cách tiêu tiền. Và bài học nhãn tiền đã trở nên nổi tiếng cả nước ở một vài xã miền núi như xã Nâm Nờ Giang hay Đắc Nờ Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông này. Xây những căn nhà như thế này em nghĩ đâu phải là dễ có đâu. Đúng rồi. Tiền tỷ đấy, nhìn nó thôi tiền tỷ đấy. Đây là đang là Nâm Giang anh nhỉ? Đây Nâm Giang đó, gọi là xã tỷ phú đây, à, làng tỷ phú đây. Theo anh thì tại sao mà họ đang là tỷ phú thế mà họ lại bị nợ nần chồng chất là sao? Lòng tham, cái đất này nó cho người ta lợi nhuận nhiều quá, nó trù phú quá. Nói chung là nó cái đất không có độc hại mà cái đất nó đem lại màu mỡ quá. Rồi người ta tham, người ta không có thắng, người ta không biết dừng. Người ta cứ nghĩ như thế là giàu miết tới, làm trồng trọt cây tiêu lên được 5 tấn xong rồi muốn 10 tấn, 20 tấn rồi gặp sự cố giá cả chết thôi, có gì đâu, đơn giản. Chứ cái xã anh nói em trồng cái cây gì nó cũng lên như tôm tươi mà. Anh còn biết một lý do quan trọng nữa là tại sao người ta đang giàu mà người ta lại nghèo không? Đấy là người ta không biết tiêu tiền. Đúng rồi, người ta không biết tiêu tiền. Thường những ai mà tự nhiên trúng sổ số, trúng vé số ấy, đúng rồi, thì chỉ một thời gian rất ngắn nữa rồi là tan hết, tan không còn cái gì cả. Đúng rồi, nó tới số đấy. Cho nên là có một cái dịp mà em đọc một cái cuốn sách dạy cách tiêu tiền ấy, lúc đầu em nhìn cái tiêu đề em cảm thấy nó rất là buồn cười ấy. Sao lại phải học cách tiêu tiền, chỉ đi học cách kiếm tiền đấy chứ. Thế nhưng mà đúng, càng đọc càng ngẫm càng thấy nó rất đúng. Các tức là những cái gia đình mà tỷ phú ở đây khi mà người ta đột nhiên được giá tiêu, người ta có một khoản tiền rất lớn, người ta không biết tiêu cái gì cho nó đã đời, người ta không biết xử lý cái đồng tiền đấy, đồng tiền nào tiêu đi, đồng tiền nào tái đầu tư, đồng tiền nào để dành, đồng tiền nào an toàn. Đúng rồi. Thế là bố mới có là chơi hết à? Có chơi hết. Cũng giống như mấy người tự nhiên được đền bù á, ăn xài hết rồi thôi đấy. Cái hôm em hỏi một cái gia đình có một cái nhà xây cách đây 6 năm, họ nói là đầu tư cái nhà đấy hết 1.4 tỷ. Em nói là tại sao nhà chị làm cái nhà nhiều tiền quá thì để làm gì, nó quá rộng rãi anh ạ. Nhà một tầng thôi, kiểu nhà Thái. Thế họ nói là năm đấy là họ thu tiêu được đâu 4-5 tỷ. Thì làm cái nhà hơn tỷ nó đáng là gì đâu. Thế nhưng họ không nghĩ được rằng là chỉ sau đấy khoảng 2-3 năm thôi là giá tiêu xuống đấy. Thế là tiền đi vay ngân hàng mua thêm đất để trồng tiêu thì không trả được nữa. Họ không có nhìn được cái độ sâu của nó. Họ không có dành dụm. Người ta bảo là một làm khi lành để dành khi đau. Ông bà xưa nói đâu có sai, làm ít ăn ít có dư, làm nhiều ăn dữ cũng như không làm. Thế ngoài cái lý do giá tiêu nó xuống đột ngột thế thì còn cái lý do gì nữa không anh? Cái giá tiêu nó xuống đột ngột cái đó nó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là người ta không có điều tiết được cái đồng tiền của mình thu nhập vô, rồi họ không tính được cái vấn đề gọi là xảy ra rủi ro. Chứ còn thực tế ra cái tiêu, anh nói với em cái giá nó thấp xuống là do cái nhà đầu cơ. Chứ bây giờ nó thấp xuống người ta vẫn mua hết chứ người ta có bỏ đâu. Thấp người ta cũng mua mà cao người ta cũng mua hết luôn. Như cái nhà đầu cơ người ta tính toán rồi, người ta chuyên về kinh tế mà. Bây giờ người ta bỏ xuống, người ta kích cầu cho người nông dân là 200 ngàn một ký. Rồi bắt đầu người ta đổ xô, người ta làm nhiều ra, cái đến chừng người ta ép xuống lại, người ta mua giá còn có 50 ngàn một ký. Thì vậy thì ta bình quân từ thời xưa tới giờ là ta bình quân khoảng chừng 70 ngàn một ký chứ mấy. Thì nhà đầu cơ người ta rất là giỏi, cũng giống như chơi cổ phiếu ấy. Người ta có quyền thao túng mà. Khi người ta thao túng thì cái giá cả là nằm trong tay người ta, lên là do họ, xuống là do họ. Chứ thực tế ra cái tiêu nó là một cái món gia vị mà em. Ở cái xứ lạnh mà không có tiêu thì làm sao người ta gia vị để người ta ăn được. Nó mất ngon đi. Cái cà phê em không uống cũng được, nhưng mà cái tiêu không có không được. Thế liệu có hay không cái việc nhúng tay của Trung Quốc ấy? Về thao túng giá mình đừng có đích danh, mình đừng đích danh mà nói chung tất cả là cũng do mình hết. Là do mình tham đúng không? Do mình tham. Kể cả là Trung Quốc có nhúng tay vào thì cũng là do mình tham. Rồi, nếu như anh ra một miếng vườn, bây giờ cho anh quy hoạch một miếng vườn đúng không? Vâng. Thì bây giờ anh nói với em là anh trồng cái sầu riêng một miếng vườn tầm 1 hectare. Thì anh trồng như 25% sầu riêng, 25% măng cục,
25% những cây ăn trái bình thường, 25% để chăn nuôi, 25% để gọi là trồng cây ngắn ngày để sống. Thì rủi ro nó đâu có cao, nó sẽ là rủi ro nó không cao. Bây giờ làm thế nào mà có nghĩa một tháng mà mình không đi chợ, mình vẫn có rau ăn, vẫn có gà để ăn, vẫn có cá để ăn, mình chỉ có mua mắm muối thôi. Ý của anh đang nói là không để trứng vào một giỏ đấy. Đúng rồi, không để trứng vào một giỏ. Nhưng rồi đây người ta sẽ làm điều đó. Vâng. Tức là vừa rồi là cái làng tỷ phú Lâm Nà Giang này là họ dồn tất cả vào tiêu. Đúng rồi. Thế đến lúc tiêu đúng sập rồi, là sập đúng luôn. Rồi, đúng rồi. Đó ta gọi là dồn hết trứng vào một giỏ đấy. Theo như nhìn nhận và kinh nghiệm cá nhân của tôi thì tôi cảm thấy là Đắk Nông là một thành phố nó còn mới phát triển. Đây là một vùng đất thời tiết cũng rất là tốt để mọi người nghỉ dưỡng và giá thành bất động sản ở đây nó vẫn còn rẻ để cho những nhà đầu tư vừa và nhỏ vẫn có thể xâm nhập vào. Ở đây là một nơi mà có thể nói là thiên thời địa lợi và nhân hòa. Khi mà người đầu tư ở đây, tức là họ vừa có thể nghỉ dưỡng, nhưng sau thời gian đấy, sau thời gian nghỉ dưỡng đấy vài ba năm thì chính cái giá trị bất động sản của họ lại tăng lên, là họ vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, một mũi tên mà trúng được hai đích. Thời tiết ở đây thì độ cao của Đắk Nông là khoảng hơn 700m so với mực nước biển, tức là nó không cao bằng Lâm Đồng và Đà Lạt, nhưng thời tiết ở đây vô cùng mát mẻ. Hiện tại là tháng 7 mà ở đây khi buổi sáng thức dậy chúng tôi vẫn phải mặc những bộ áo rét, hay buổi tối đi ngủ vẫn phải đắp chăn, cảm thấy là một buổi sáng thức dậy rất là thoải mái. Đắk Nông là một tỉnh đã lâu nhưng Gia Nghĩa thì mới được lên thành phố, trước đó mới chỉ là thị xã Gia Nghĩa. Khí hậu thì đang thay đổi, môi trường thì đang ngày càng khắc nghiệt. Đà Lạt, thành phố Đà Lạt là một nơi mà ai cũng hướng về, ai cũng muốn tìm cho mình một mảnh đất, một nơi để nghỉ dưỡng. Nhưng mà bây giờ giá thành đất ở Đà Lạt nó đã là quá cao. Đắk Nông thì thời tiết khí hậu giống như vậy, nhưng Đắk Nông là một thành phố đang đổi mới, đang tìm sự phát triển, đang tiến tới một thành phố đổi mới. Từ đây đến năm 2030 sẽ có những con đường cao tốc, sẽ có những con đường quốc lộ mới, sẽ có những tòa nhà mới được xây nên. Theo như tôi nghĩ thì đây là thời gian thích hợp nhất để người ta vào đầu tư. Đắk Nông vẫn là một tỉnh còn nghèo và chậm phát triển. Để đạt được mục tiêu trên thì tỉnh còn phải cố gắng rất nhiều. Và cùng với cố gắng đó thì người dân cũng phải cố gắng. Đó là lý do mà khi những nhà đầu tư về đây, họ có cơ hội để cùng thay đổi với người dân. Họ thay đổi, họ giúp người dân, họ giúp đỡ những người bản địa. Đó là lý do mà tôi mở cái công ty của tôi tại đây. Tôi vừa có thể giúp nhà đầu tư, tôi vừa có thể giúp những người bản xứ, họ thoát được nợ. Những nhà đầu tư thường hỏi miếng đất của người ta đang mua sổ có nằm trong ngân hàng hay không. Câu hỏi ấy làm tôi cảm giác, có một cảm giác nó rất là buồn. Đó là lý do mà tôi quyết định mở công ty tại đây. Tôi vừa có thể giúp được người dân, người bản xứ, những em bé ở đây, những em bé vùng cao. Tôi lại vừa có thể giúp phát triển cái nền kinh tế, bởi vì khi nhà đầu tư tới, họ mang tiền tới. Họ mang tiền tới, tức là họ mang theo cả chất xám của họ tới đây. Khi họ mở cửa hàng đầu tư, họ xây những con đường, họ làm những con đường mới, hai bên cùng phát triển. Những nhà đầu tư về đây, họ vừa có thể đầu tư giá rẻ, họ vừa có thể làm một điều gì ấy có ích cho cộng đồng tại đây. Chỉ có những trải nghiệm là bạn đầu tư, nhưng bạn có những cái trải nghiệm mà bạn cảm giác là mình đang giúp ích cho cộng đồng. Đấy là một cái cảm giác mà tiền không mua được. Đấy là thứ mà tôi đang cảm nhận thấy tại đây. Khi mà chúng tôi đi đến những cái vùng cao, chúng tôi gặp những em bé, có những khu các bạn không tưởng đâu, nó chưa có điện. Những khu mà chưa có điện, nước vẫn đang dùng nước giếng. Thì khi đó chúng tôi tới đó, có những nhà đầu tư, họ cần điện, họ cần nguồn nước tưới cho dãy, thì họ bắt đầu đào sông, đào mương, họ bắc điện về làng, họ giúp toàn bộ phát triển. Đó là thứ mà tôi cảm thấy là tôi rất là vui. Và đó là lý do tại sao mà tôi quyết định là tôi mở một cái công ty ở đây.